Hi, xin chào cả nhà đã trở lại kênh Đất Web Live hay là Linh Hà Lan. Linh đang đứng ở một cái chỗ mọi người thấy không? Có phía ghế phía sau của Linh rất là nhiều. Người ta sẽ tổ chức lễ hội áo bà ba ở miền Tây, ngay tại thành phố Cần Thơ, quê hương của người đẹp Tây Đô. Thì Linh tới đây bây giờ là 4 giờ sáng đó cả nhà. Tại vì cái chị kia chỉ nói là tới 4 giờ sáng sẽ có chỗ ngồi nè, rồi có nhiều sự lựa chọn để mình đi tới đi lui cho nó dễ. Nhưng mà Linh thấy chắc một hồi là rất là đông. Mọi người thấy nha, ghế quá trời luôn. Cái ghế màu đỏ này là cho những người giống như mình như nè, mình ngồi thôi. Còn cái ghế có cái mấy cái nơ phía sau rất là đẹp á, là cho đại biểu. Hôm nay có quốc hội tới nữa đó. Cho nên Linh nghĩ là 500 diễn viên quần chúng để tham gia vào cái lễ hội này. Họ có đi diễu hành nữa. Bây giờ mình chờ đón để xem cái lễ hội này diễn ra như thế nào nha. Một sự kiện đặc biệt trong tháng 10 tại thành phố Cần Thơ. Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và người phụ nữ Nam Bộ. Quảng bá hình ảnh con người và quê hương Cần Thơ. Tôn vinh giá trị nét đẹp và lan tỏa tình yêu với những chiếc áo dài, áo bà ba. Được bố trí đứng ở đầu cầu thang cái đường băng lên xuống, sẵn sàng trợ giúp lực lượng diễu hành lên sân khấu, cũng như hai cái cánh phải cánh trái của sân khấu khi lực lượng diễu hành bước xuống. Ngoài ra lực lượng đứng ở cái ghế hội lễ khai mạc lễ hội trang phục áo bà ba và áo dài với chủ đề duyên dáng phương Nam sẽ được tiến hành trong ít phút nữa. Xin quý vị vui lòng ổn định vị trí để chương trình của chúng tôi có thể được bắt đầu. Xin chân trọng cảm ơn. Có luôn dạ. Nhiều tích.
Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị thành phố Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyên Liên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Kim Hoa, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành ủy viên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức lễ hội cùng tham gia trong đoàn diễu hành áo bà ba và áo dài. Và lễ hội của chúng ta còn có sự góp mặt của các người đẹp Hoa Khôi Huỳnh Thiếu Vi, Hoa Khôi sinh viên Việt Nam Nguyễn Thị Tường Vi, Hoa Khôi học sinh sinh viên Thanh Lịch thành phố Cần Thơ năm 2023. Kính thưa quý vị, đang tiếp tục tiến về sân khấu, chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị tiếp theo. Công ty vàng bạc đá quý BNG chi nhánh Cần Thơ, Hội Liên Phụ Nữ quận Bình Thủy, Hội Liên Phụ Nữ quận Ninh Kiều, Hội Liên Phụ Nữ quận Bình Thạnh và Hội Liên Phụ Nữ huyện Phong Điền.
Y Dược, trường đại học kỹ thuật và công nghệ DOIT Cần Thơ, trường đại học Tiger, với lại Việt Nam gần hơn, trung tâm thương mại Sen City gần hơn.